Đây các bạn nhìn thấy là ví dụ như bên Baza viết quảng cáo thì cũng rất là ngắn, vài câu, vài dòng thôi, cũng sau đó là, hoặc là bạn Hải Ánh đúng không ạ, đây ạ, thời trang Hải Ánh. Đấy, toàn là page nhà mình nhé, cây nhà lá vườn nhé, không 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 gọi là không lấy ví dụ ở bên ngoài. Đây ví dụ như là Hải Ánh bán thời trang của Baza đây, chạy nguyên ảnh của Baza không chỉnh sửa gì, cứ thế bê lên chạy luôn, rất nhàn. Đấy, nội dung đây cũng áo bao nhiêu, giá chân bao nhiêu, phang giá thẳng luôn, giá gốc là bao nhiêu, giá khuyến mại là bao nhiêu. Đấy. Lụa sa tanh Nhật, tông màu hot trend kết hợp chân váy tông suede tông. Vâng. Thôi cứ viết tông suede tông cho nó dễ đúng không? Viết tiếng Anh là ton sơ ton thì bọn nó lại đọc và đếch hiểu. Ừ, thôi cứ nông văn dân cho nó dễ. Rồi, size SML, hàng y hình, chất siêu mát, ship code 20k một đơn, miễn phí từ 2 chiếc trở lên. Chị nào nhanh tay có phần, số điện thoại, tuyển sĩ xong. Đây, chạy rất là hiệu quả. Bài này không chạy là nó ít view. Đây những cái bài mà có chạy đây, nhìn hàng của Baza khác khác hẳn luôn. Mẫu này cũng rất là đẹp và bài này cũng mới đăng 31 chụp hình trông nó cũng khỏe khoắn này, xinh xắn. Đây loại mà đơn giản nhất là xải ra nền nhà đây. À, chân váy ngày 26 tháng 7, content chỉ có mấy dòng thôi, giảm giá. Còn những chất liệu màu sắc như này thì bên Bazaar cũng đã gửi cho rồi. Mười tám nghìn tiếp cận chắc chạy được hơn 1 triệu, 3.000 tương tác, 1/6, 1/6 nó rơi vào tỷ lệ khoảng 17%, CTR khá là cao. Rest này 133.000 theo dõi, rất là nhiều. Đấy, kiểu này thì có thể đứng trước gương hoặc là chụp giả đứng trước gương. Ở mức độ như này là mức độ được rồi. Tất nhiên là mình có thể đầu tư hơn nhưng mà như này cho nó miến liền và nó hạt rẻ. Ngồi trong nhà nó hiệu suất hơn là đi ra ngoài đường. Ra ngoài đường là tốn chi phí quảng cáo hơn đó. Mẫu này mẫu nhà hay là mẫu thuê Mẫu thuê gì ạ? hả Dịch này không 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 chụp được lúc bút, tại vì là có ai làm đâu, toàn làm này thôi ạ. Nhung? Ừ, làm này thôi miễn liền. 150.000, 160.000, 156.000 mà 23.000 tương tác thử tính xem nào. 235 chia cho 155,
15% cũng cao đấy. CTR cao phết. Năm nay mà áo dài chả biết mặc đi đâu. Không có Tết luôn. Những chương trình sale này là em đẩy thẳng vào Shopee luôn à? Em tạo thói quen mọi người mua Shopee với lại tham gia nhóm thì em mới để ở đây thôi, chứ còn mọi lần thì em sẽ không để mạnh. Để chuẩn bị đến mùng 8 tháng 8 thì em sẽ hay nhắc Shopee hơn. Giáo nước báo là chạy sale qua Shopee đi. Vâng. Đây hình như là cái đằng sau là in cho bạn ấy, là bạn tự làm ở nhà đúng không? Cái này là ở trên 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 Hà Nội của em. Cái này là em đã đặt chị Nga trước đợt dịch rồi, hàng bây giờ em quay clip trước, hàng cứ về là em post thôi. Làm một cái video này bao tiền, nó lấy bao tiền? Video giả like này bao tiền? Như thế này là 150.000 kèm 4 bức ảnh nữa. Quá là rẻ. Rẻ hơn chụp lúc lúc nhiều. Ừ, mà chạy video này cũng hiệu suất mà. Nhìn đúng, nó thật hơn. Thầy ơi, người ta quay cái này ấy là người ta dùng cái phần mềm gì mà nó sáng hả thầy? Điện thoại đấy, bình thường đâu có gì đâu, xong cho vào phần mềm chỉnh video tốt lại. Dùng quay quay clip trên iPhone cũng được, xong rồi mọi người dùng Viva hay là các thứ để cắn lại về cái phần da với lại phần hình ảnh sáng lên thôi. Chứ còn điện thoại bây giờ em quay thử bằng beauty cam ấy, nhưng mà nó không được nét như này đâu. Khi mà đăng lên là nó sẽ bị vỡ chứ nó không được nét kiểu như thế này, nên là không biết là đăng như thế nào mà nét được như này nhỉ? Cái này cái đầu tiên để Nhung nói đi, để Nhung nói. Ừ, vâng, đúng không? Thường thì một là sẽ là quay cam thường, xong rồi dùng phần mềm chỉnh video, nhưng mà mọi người phải mua cái phần mềm đấy 1 năm hoặc là để được lên chế độ VIP ấy. Thì khi mà mình kiểu mình chỉnh sửa xong rồi mình đao về thì nó sẽ đẩy lên cái mức độ HD cao nhất. Thì khi mà mình post lên thì nó không bị vỡ. Hai là mọi người quay trực tiếp bằng em thì một là quay P2 cũng được, hoặc là quay quay Soda cũng được, hai phần mềm Soda hoặc P2. 395, 365. Còn cái này là 456 là 451. Chị Nhung ơi, chị chụp hộ em hai cái app đấy gửi vào nhóm được không để em đao thử về xem nào. Tí nữa anh chụp cho. Cung Ngân, vâng. Hậu ơi, Cung Ngân ơi, cái phần mềm này tôi dùng lâu rồi. Xinh như nhưng thế. Nhưng mà mình đăng mình dùng nó không được nét như người ta. Đây có cái tải cái Mitu với Soda đầy mà. Mitu với Soda thì biết rồi, nhưng mà Doan ơi, là Doan, clip của Doan đăng nó cũng có nét đâu. Thì Doan có đăng có ấy đâu, có dùng Mitu đâu, giờ mới biết. Cô xinh có khác, cô chẳng dùng phần mềm bao giờ, nói Mitu không biết đâu đâu. Thì thứ nhất là các chị phải dùng nhạc mà dạng không lời, cứ từng 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 thôi. Các chị đừng có cho nhạc kiểu những bài hay, bài xịn vào nha. Những cái bài mà nghe mà hot trên YouTube và chết đấy là bị xóa video đấy. Nha. Video hoặc là bị tắt tiếng hoặc là vi phạm chế chính sách cộng đồng đấy. Mọi người phải dùng nhạc mà gậy ở page đấy. Nó đánh gậy page là có khi là vài lần như là mất page đấy. Thầy ơi, em thấy quay video mà qua cái TikTok với thầy. Qua cái TikTok phần mềm cũng rất là đẹp mà nhạc cũng rất là hay. Quay qua cái TikTok cho mình lưu lại, mình đăng lại lên trên trang của mình ấy. Được, mọi người có thể dùng TikTok đăng lên trên TikTok xong chỉnh. Em mà quay bằng TikTok thì em thấy hình ảnh nó hơi mờ. Đúng rồi, bị mờ, hạn chế là hơi mờ. Nó mờ với lại nó có thêm cái chữ TikTok nữa, nhìn mình không thích lắm. Vì là mình còn làm cả cha bán, là mình có cả tài khoản trên TikTok bằng cái tên thương hiệu của mình ấy, cứ kệ thôi, cứ bốc ra thôi.
150.000 thì rẻ, hợp lý. Xong thì mix một cái video vào, quay một cái bộ như này chẳng hạn, và ra độ 3 màu hay là 2 màu thì thay luôn vào, là nó ghép vào hay là bán luôn. Những con nào là bán tốt thì đẩy con này nó phải bán được tầm 1.000 hàng. Tất nhiên đấy là lúc lúc bán tốt, còn bây giờ thì không không nói mạnh mồm thế được. Mà dãy bên này này ông này, sẽ đây này, đứng kia kìa. Như cái bài này là có chạy live không chị Dung? Cái bài này nhìn là không. Nhìn là biết bài chạy live bao giờ những cái chưa lượng, kém luôn. Lượng tương tác nó cũng sẽ nhiều. Bài đăng tự nhiên nó sẽ kém. Rồi cả ni lông luôn. Cái của chị chuyên nghiệp nhờ. Đi mua đỏ đẹp nhờ. Quá. Đẹp hơn màu trắng đó. Rất là chị hợp mình màu đỏ. Để nước đâu? Đấy. Ơ, xin lỗi, tôi lại đang ấy, lại không được này. Dậy chị lái tí nhé. Hỏi đi. À, mày về bán xong giao rồi. Xe, mày về xong, dậy. Mất dậy, tao chưa thấy nào bán hàng mất dậy nhưng mày. Sau tao sẽ vào tao bán hết khách của mày. Em học online, nóng quá. Này dán cái kính đều mới đỡ nắng rồi. Phải dán cái xịn nên nó dán kính đều. Xịn thì em cứ bù tiền thôi. Trời ơi. Đẹp mẫu. Thế thì mẫu bán nó qua đi mua cơ bản tổng góp cái nọ kia hết mày. Mẫu này là chị Nhung chụp à? Cái này là Nhung chụp Gucci là phải cẩn thận. Như bọn mình chạy là cũng chụp Gucci nhưng mà phải che đi. Tức là kiểu như tay phải cầm cố tình cầm lấp vào. Mà không phải chọn một cái phụ kiện mà nó không có thương hiệu. Chụp này cũng là chụp bằng điện thoại luôn hả chị Nhung? Bằng máy. Máy ảnh. Chuyên nghiệp, nó gọi là máy chuyên nghiệp. Máy cơ to to á. Đây con này ra mấy màu đây. Con này em đang bán được. Con này với con mấy cái bộ kẻ ấy. Em đặt bán đầu thu đợt này thì về được hàng bán được. Con này mà em đẩy TikTok video kiểu này bán được này. TikTok em lại không biết nhiều đâu. TikTok em làm mãi nó không lên được. Đúng không, em chạy quảng cáo luôn. Em không biết cái phần quảng cáo của cái có được, cái đấy sẽ dạy sau. Nó cũng không khó đâu. Ok. Đấy thì nhìn chung ấy, mọi người cứ tham khảo cái cách làm của các bếp ở bên mình, của rêu đấy, của đội của nhà mình luôn, không cần phải học gì phức tạp cả. Nguyên tắc của thời trang là cứ mẫu đẹp, content đơn giản dễ hiểu, một chút lãng mạn nhẹ nhàng thì là đăng được, chạy được. Bây giờ nha, quay lại với lớp mình. Đấy, thì mọi người lập cái kế hoạch chi tiết hơn về cái việc bán hàng thanh lý, rồi bán hàng doanh số cái tháng 8 này đi. Tất nhiên là cái tháng 8 này cũng là cái tháng nó cũng khó khăn. Thì mọi người làm gì thì làm đi, bởi vì mình cũng học được 6 buổi rồi. 2 tuần nữa thì mình cũng học xong thôi. Học xong thì mới chỉ là phần học thôi, còn phải phần làm nữa. Cho đến bây giờ thì cái điều kiện thuận lợi thì hiện nay mới chỉ đang có Nhung với Hải Ánh thì đang chạy, cộng với lại không nằm trong vùng dịch nên là có nhiều thuận lợi. Còn như một số đơn vị Trang hay là chị Hoài đều đang khó khăn, là kể cả Ba Giao cũng đang ngồi bó tay rồi. Khách lúc không có khách thì kêu, bây giờ khách đạt thì cũng không đạt nổi. Phường Ninh Hiệp là họ ra công văn là cấm sản xuất luôn, nghỉ hết, cấm hết. Mà thầy nghĩ là hết đợt 16 lần 1 thì khả năng nó sẽ có 16 lần 2 thôi. Nên là chị em cũng phải tính toán nguồn hàng. Công ty sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mà
chưa sản xuất được. hy vọng là dự đoán của thầy sai. Thì nếu mà dự đoán của thầy sai thì khoảng độ mùng 10 tháng 8 là mọi thứ sẽ trở lại, nhưng mà thầy đoán là cũng khó đấy. Ngày nào vẫn mấy chục ca lây nhiễm cộng đồng mà lại không biết là nguồn từ đâu. Ok, đã gửi cho các chị cái tài liệu này xong đấy thì có thể làm để các chị nghiên cứu buổi sau ta học kỹ hơn nữa về content. Thầy ơi, anh cho em hỏi tí, em có hai cái cần hỏi về quảng cáo một tẹo. Cái cách để ngân sách ấy thì là có hai cách để ngân sách, một là để ngân sách ở chiến dịch, hai là để ở ngân sách ở nhóm. Thì em thường để theo nhóm, để một ngày chạy hết 50.000 thì là nó sẽ đốn hết 50.000 đến trong một ngày. Còn để ở chiến dịch thì nó sẽ phân bổ ngày nào nhiều ngày nào ít thì Facebook nó tự chia. Thì nên để cách nào hơn và cái cách nào thì hay hơn, hay là hai cái đều như nhau? Thực ra thì mình cũng có một số bạn học viên hỏi những câu này, nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng không tức là không nhận ra được cái sự khác biệt đâu. Nhưng mà mình không biết nhá, mình thì mình chạy này, ví dụ như mình vẫn chạy chiến dịch thì nó vẫn ăn tiền như vậy. Thỉnh thoảng nó có ăn hơn ăn kém một tí, nhưng mà cơ bản là nó không khác cái việc mình đặt nhóm lắm. Thứ hai nữa là đặt nhóm đặt chiến dịch thì nó có hiệu suất khác nhau hay không thì cũng không cảm nhận được. Thực sự là mình không cảm nhận và không có bất kỳ một cái phương pháp nào để đo lường, để đánh giá. Thế thì phương pháp của em đặt mà nếu mà nó đang rẻ thì em cứ làm, còn nếu em chưa rẻ thì em có thể đổi. Thế em hỏi một cái nữa, thì ví dụ như là em có đăng những cái bài linh tinh ấy, thì thỉnh thoảng thì có những cái video thì nó lên được khoảng tầm 2 cho đến 4 triệu view ấy. Thì khi mà những cái bài linh tinh đấy nó vẫn là khách hàng của em, tại vì là đầu tiên nó phải là từ cái trang của em được nhiều người like, xong rồi nó mới lan tỏa ra bạn bè của người ta ấy. Đúng rồi. Thì khi mà cái đấy nó đuối rồi thì em cái đấy nó đuối rồi thì em có nên quảng cáo để tạo Facebook lúc ở like của cái bài đấy, để lấy để sau này kiểu quảng cáo cho một cái nhóm chiến dịch nào đấy nó lên ra ấy. Khi ví dụ như một cái video em có 2 triệu like 2 triệu view thì em thử xem insight của video đấy. Nếu mà insight của video đấy tốt, em tạo luôn tệp, đừng tạo lúc online. Em lúc nào có tư duy tạo lúc online là em tạo tệp tùy chỉnh. Em tạo tệp tùy chỉnh tức là tệp những người xem video đó, chứ không phải là tệp những người giống như là những người xem video đó. À rồi, em biết rồi, không phải là đối tượng tương tự mà là đối tượng tùy chỉnh luôn. Đối tượng tùy chỉnh trực tiếp luôn, tức là cụ thể ở đây là những người đã xem video đó. Lúc online là đối tượng tương tự với đối tượng gốc. Mà đây là em còn chưa chạy gốc thì làm sao em phải chạy tương tự? Em thì thường lúc online thì em sẽ chạy hai cái. Một là cái là đối tượng tùy chỉnh, hai là cái đối tượng tương tự, để giống với cái đối tượng tùy chỉnh đấy. Nhưng mà nếu mà quảng cáo hai cái đấy cùng một lúc thì nó có bị lặp hay không? Nó có công cụ lặp trùng đấy. Trong Facebook nó không có công cụ overlap, lặp trùng. Overlap, lap là L-A-P. Vâng ạ. Nó có công cụ lặp trùng. Đấy, những bọn chạy xịn là nó hay dùng cái công cụ đấy để nó lọc trùng, để là giảm bớt cái chi phí đi.